Gọi chả thấy bác nào ơi em một câu gì hết à? Các bác ơi, bà con cho em hỏi tí, à, bà con mình đã ăn cơm tối chưa? Rồi mà ơi bé quá. Các bác ơi, bà con cho em hỏi tí, sao em thấy người dân ở làng khoai của mình toàn những là người xinh mới cả người đẹp ý? À, có cái bác râu sồm ở đằng kia nhá, không phải bảo là mắt em kém, em không biết thế nào là xinh mới cả là đẹp nhá. Nói cho các bác biết này, con gái xinh là thế nào? Là cười khanh khách. Người xấu là sao? Là cười đạch đạch. Ai mà chửa mà béo là cười ục à ục ịch. Nghe cái biết ngay, không cần gì phải nhìn. Bác con ơi, chả ơi gì cả. Bác con ơi, hát tặng bà con một bài được không? Em sẽ hát tặng bà con một bài hát sầm lời cổ, phối theo phong cách nhạc ra hết sức là mới. Bài hát sầm được mang tên là Mục Hạ Vô Nhân. Nhưng Mục Hạ Vô Nhân ở đây nó là thế nào? Nó là mắt mù mà vẫn nhìn rõ đời. Như sau đây, bà con cho chàng quá tay cái là hát ngay nào. Nhạc máu ngay nào. Aham. Nhạc to to tí nào. Bớt đi cô, bớt đi cô, bớt đi cô. Bục Hạ Vô Nhân là chúng anh đây, người mù mà những anh nghe em nhăn sát lòng xuân anh giạt rào miệng em mặt vẫn má đào, mặt vẫn má đào mà con à, mặt vẫn má đào miệng em mặt vẫn má gì gì gì, anh cũng chẳng có nhìn trông mà làm gì. Em có lấy anh cho đi trước mà làm gì? Ô đi trước làm gì đấy mà con à? Nhỏ nhạt cái tí. Em có lấy anh cho đi trước mà làm gì? Tay thời rắt đi, tay thời một quả vai quen tay sờ. À, ôi cô quái kìa, sao mà sờ mãi mà chả thấy cái gì hết cả thế này? Sờ chỗ em thôi mà về ăn tay, sờ chỗ em thôi anh thời mà chẳng thấy, em thời mà thở than chứ bâng quâng như mất lạc vàng, như mất lạc vàng bâng quâng như mất lạc vàng, cái xây cái trông chú ai ơi, thương kẻ họ hàng miệng ta tay gãy khúc đàn tương tư chứ chẳng thiếu chẳng để chẳng gì. Ơi ơi ơi, chẳng thiếu chẳng để chẳng gì, cũng liều mà nhắm mắt bước đi cho đành, bước đi cho đành, bước đi cho đành. Một duyên hai đỏ và tình, chữ duyên kia bơi chữ tình và ai mang, ai mang, ai mang nào. Kẻo còn đi sớm mà về chưa, kẻo còn để mối tơ vương trong lòng, chứ đời ta chút nghĩa mà đều đèo vòng. Đố bà con này, đố ai lên chốn trời? Rồi dẫn em đi qua có cái gì nữa? Một bài ả nàng tiên á. Em hát tụt hết cả huyết áp, chả thấy ai vỗ tay. Đi quăng tiên nào. Ôi trời ơi, tiếng to quá mà.
chi, cái tình là cái chi chi. Yêu nhau thì phải bảo đường đi lối về, chứ đôi ta chót nặng lời thề. Ôi chót nặng lời thề, chót tặng lời thề, đôi ta chót tặng lời thề. Đường xa mà rất díu đi về, có tôi chứ tới đâu. Người đứng ta ngồi khi đàn mà khi hát, mọi người vây quanh chứ ai ơi. Ăn ở cho lành chứ ai ơi, ăn ở cho lành chứ ai ơi, ăn ở cho lành chứ ai ơi. Bà con nhớ nhé, ăn ở cho nó lành. Không trả lời ai vỗ tay. Cảm ơn bà con. Hôm nay em rất là vui. Hôm nay là anh gia đình nhà anh Tuân của chị Tầm mời em xuống đây đem lời ca tiếng hát của mình để hát chúc mừng ngày đại lễ Phật Đản. Thay mặt cho em với cả anh Duy xin được chúc trước hết là bà con nhân dân nhà mình là có một mùa xuân mới an khang thịnh vượng may mắn. Chúc riêng, cái này là em chúc riêng gia đình nhà anh Tuân với cả chị Tầm. Chúc gia đình nhà anh chị năm nay là tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, hai cái gặp nhau chui vào két sắt. Em hát bài nữa tặng bà con được không? Vỗ tay nữa nhỉ? Đấy, trả xuống gì nữa, vỗ tay. Cho em bài Tát Nước Đầu Đình. Em sẽ hát tặng bà con một bài ca dao, một bài dân ca của Việt Nam mình. Tát Nước Đầu Đình, nhạc báo này. Em chẳng dám bỏ quên chiếc áo, chứ trên cành là cành hoa sen, là cành hoa sen. Em nhận được thì cho anh xin, xin lớn hay là em để làm tin trong nhà. Ôi hối nàng ơi, tình rằng ơi hối nàng ơi, áo anh đi xuất chỉ có thương ta, chứ biết rằng vợ anh chưa có, chứ mẹ già chưa câu, mẹ già chưa câu ấy tình rằng tình bất ná chưa câu. Áo anh xuất chỉ đã lâu mới mượn cô ấy về không mà cho cùng câu rồi anh sẽ trả công, đến khi lấy chồng anh lại giúp cho một túng xôi bò, một con lợn béo, một bò siêu tầm. Giúp em mà đôi chiếu em nằm, đôi chân em đắp ê, chứ đôi chầm là chầm em đeo, là chầm em đeo. Giúp em quan tâm ấy mấy mà tiền trèo, quan năm tiền cưới chứ lại đeo cuồng bao. Ôi tụt hết cả huyết áp trời. Đêm qua tát nước ý à có đâu để
rời đêm sáng tỏ ấy cái đêm chặt chặt bỏ quên chiếc chứ trên cành là cành hoa sen, là cành hoa sen à. Em nhận được thì cho anh xin, xin lỗi hay là em để làm tin trong nhà. Ôi hỡi nàng ơi tình rằng, ôi hỡi nàng ơi áo anh đi sức chỉ có đường tà chứ biết rằng vợ anh chưa.